Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tỉnh Lào Cai học tập trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh thành phía Nam. Cần tăng cường hướng dẫn kiểm tra giám sát để nâng cao hiệu quả trong phân cấp phân quyền tại các địa phương. Các doanh nghiệp du lịch lữ hành đã sẵn sàng chuẩn bị đón khách Trung Quốc quay trở lại từ ngày mai 15 tháng 3. Hàn Quốc truy tố 137 người có liên quan tới hành vi giả bệnh để trốn nghĩa vụ quân sự. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, trong chương trình khảo sát thực tế tại các tỉnh miền Nam, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại các tỉnh Hậu Giang và Bến Tre. Tại các địa phương này, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm của địa phương về công tác xây dựng Đảng, cũng như định hướng phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Tỉnh Hậu Giang với những đổi mới mang tính đột phá trong công tác tổ chức cán bộ đã tạo tiền đề để địa phương lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế xã hội. Năm 2022, kinh tế tăng trưởng 13,94%, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và vươn lên vị trí thứ tư cả nước. GDP bình quân đầu người đạt 65,89 triệu đồng một năm. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 6.080 tỷ đồng. Chúc mừng những thành tựu của tỉnh Hậu Giang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cho rằng, Lào Cai và Hậu Giang có nhiều điểm tương đồng, như hai tỉnh thuộc diện được tách ra đều có xuất phát thấp, đặc biệt là có tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên. Đồng chí mong muốn thời gian tới, hai tỉnh có thêm cơ hội trao đổi học tập kinh nghiệm cùng phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cũng bày tỏ ấn tượng về sự phát triển nhanh của tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh Hậu Giang có thể phối hợp với Lào Cai để phát triển du lịch, tiêu thụ các mặt hàng nông sản thế mạnh, đặc trưng, liên kết chia sẻ kinh nghiệm thu hút đầu tư. Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bến Tre, lãnh đạo hai tỉnh cũng đã trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, những cách làm hay sáng tạo trong phát triển kinh tế. Với tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế biển, du lịch văn hóa, lịch sử sinh thái, tỉnh Bến Tre đề xuất một số nội dung hợp tác, mong muốn Lào Cai hỗ trợ cung cấp thông tin về hoạt động thông quan qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, kết nối phát triển du lịch và tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Nhất trí với những định hướng đề xuất hợp tác giữa hai tỉnh Bến Tre và Lào Cai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định, Lào Cai và Bến Tre là hai tỉnh ở phía Tây của Tổ quốc, Lào Cai ở Tây Bắc, Bến Tre ở Tây Nam. Kinh tế xã hội với nhiều nét tương đồng, có thể hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để cả hai địa phương cùng phát triển. Tại tỉnh Bến Tre, đoàn công tác của Tỉnh ủy Lào Cai cũng đã khảo sát thực tế một số dự án mô hình kinh tế, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch, đô thị trên địa bàn. Chiều nay ngày 14 tháng 3, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch tuyên truyền năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên trên website Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bản tin đại biểu Hội đồng Nhân dân, chuyên mục đại biểu Nhân dân, chuyên mục dân hỏi cơ quan chức năng trả lời. Qua đó, thông tin kịp thời về các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, hoạt động khảo sát, giám sát của các ban Hội đồng Nhân dân, công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Đưa hoạt động của đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân các cấp đến với mọi tầng lớp nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Văn Cài yêu cầu, để công tác tuyên truyền hiệu quả hơn nữa, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan truyền thông tiếp tục nâng cao công tác phối hợp, tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đảm bảo tính toàn diện, có trọng tâm, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Tại hội nghị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã trao đổi, thảo luận và thống nhất kế hoạch nội dung tuyên truyền năm 2023. Sáng nay ngày 14 tháng 3, Sở Du lịch Lào Cai tổ chức hội thảo phổ biến và áp dụng bộ tiêu chuẩn năng lực chung trong ASEAN về ngành du lịch, chương trình du lịch chung ASEAN. Hội thảo có sự tham gia của giảng viên tới từ Tổng cục Du lịch,
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Quản lý Di tích các địa phương, cơ sở đào tạo du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn. Tại hội thảo, các giảng viên đã phổ biến chia sẻ một số nội dung, gồm bộ tiêu chuẩn năng lực chung trong ASEAN về nghề du lịch, chương trình du lịch chung ASEAN theo thỏa thuận nghề du lịch giữa các nước ASEAN, từ đó đánh giá khả năng áp dụng bộ tiêu chí này với ngành du lịch Lào Cai. Hội thảo cũng nghe tham luận của đại biểu về áp dụng các bộ tiêu chuẩn trên trong đào tạo nghề du lịch tại phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và Trường Cao đẳng Lào Cai, thực trạng lao động và định hướng chuẩn hóa cho nhân lực du lịch Lào Cai, kinh nghiệm xây dựng thương hiệu đạt giải thưởng cụm Homestay ASEAN năm 2023, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực du lịch trong ASEAN, đặc biệt là nhân lực của Lào Cai, phương án hỗ trợ hoạt động hội nhập quốc tế cho phụ nữ làm du lịch phù hợp thực tiễn. Thưa quý vị và các bạn, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường phân cấp phân quyền cho cán bộ, cơ quan địa phương xử lý công việc, Lào Cai đã đẩy mạnh phân cấp nhằm giải phóng nguồn lực, khơi nguồn sáng tạo. Tuy nhiên, do thiếu hướng dẫn cụ thể nên một số nội dung phần việc phân cấp ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Theo nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, một số tiểu dự án sẽ do tổ, đội nhóm cấp xã làm chủ đầu tư. Để giải ngân đúng quy định, cần đảm bảo rất nhiều hồ sơ thủ tục. Trong khi đó, năng lực của cán bộ hạn chế. Với nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế cho người dân, hiện các địa phương rất lúng túng do thiếu văn bản hướng dẫn. Còn một số các văn bản này còn chưa sát thực tế của địa phương, các nội dung thì còn đôi khi thì còn chồng chéo và dẫn đến việc triển khai thực hiện thì còn chưa đạt hiệu quả. Liên quan đến công tác thẩm định hồ sơ, thiết kế thì đối với năng lực của xã và công chức chuyên môn phụ trách thì cũng không thể làm hết được trong công tác thẩm định hồ sơ. Thực tế, việc phân cấp phân quyền, đổi mới trong quản lý nhà nước vẫn bộc lộ bất cập. Như một số nội dung phân cấp phân quyền chưa triệt để, trách nhiệm chưa rõ ràng, các địa phương chưa thực sự vào cuộc. Đẩy mạnh phân cấp đồng nghĩa với khối lượng công việc nhiều hơn, trong khi nhân lực cắt giảm, tạo áp lực không nhỏ đối với các phòng ban chuyên môn. Rất nhiều nội dung hướng dẫn là rất khó khăn, ngay cả các cơ quan chủ quản là của tỉnh bây giờ triển khai còn vướng mắc nữa. Thì bây giờ về cấp xã thì để mà phát triển tìm các chủ chuỗi rồi là liên kết rồi là triển khai quy định về mua sắm hay là thẩm định dự toán các thứ đối với cấp xã là hết sức khó khăn. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai 16 nội dung phân cấp và 16 nội dung đổi mới. Thực tế, nhiều nội dung phân cấp đổi mới đã giúp các địa phương chủ động cân đối bố trí nguồn lực, tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn. Về những tồn tại, tỉnh tập trung rà soát hệ thống văn bản, kiến nghị trung ương điều chỉnh phù hợp, tháo gỡ nút thắt cho cơ sở. Sau khi các cơ quan có chức năng kiểm toán, thanh tra và các cơ quan có tài chính này, nông nghiệp, các cơ quan có xuống hướng dẫn các đơn vị, thế và thông qua cái việc kiểm toán đó thì để về mặt chính sách, để có những cái mà tháo gỡ khó khăn coi thế cho ở cấp cơ sở, để coi thế là cơ sở coi thế giải ngân và thực hiện được các cái chương trình mục tiêu quốc gia. Tại hội nghị thường kỳ tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường cũng đã chỉ ra những tồn tại trong phân cấp phân quyền. Cùng với tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện, thì các cơ quan chuyên môn cần phải nhanh chóng hướng dẫn các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền là vấn đề cấp thiết đặt ra. Việc phân cấp rõ ràng rành mạch sẽ giúp giải phóng nguồn lực, tăng tính chủ động cho địa phương, đưa hoạt động cải cách hành chính nhà nước đi vào thực chất. Cục Thuế tỉnh Lào Cai ngày 13 tháng 3 có thông báo số 1294 gửi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc doanh nghiệp hợp tác xã do không hoàn thành nghĩa vụ thuế. Đó là ông Trịnh Minh Tân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất Việt Pháp Lào Cai. Ông Trảo Chăn Tròi, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Sinh Quyền. Ông Vũ Văn Dũng, giám đốc hợp tác xã Song Kim và bà Hoàng Thị Thao, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và thương mại Đại Trí. Đây là những doanh nghiệp hợp tác xã còn nợ tiền thuế thuộc trường hợp đang bị cơ quan thuế cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
Bắt đầu từ ngày mai 15 tháng 3, Trung Quốc chính thức mở các tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam. Đây được coi là cơ hội vàng để ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại Lào Cai, các doanh nghiệp du lịch lữ hành đã có sự chuẩn bị chu đáo để đón khách Trung Quốc quay trở lại. Sắp xếp lại hệ thống văn phòng, đào tạo, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ hướng dẫn viên, kết nối lại các tour, tuyến du lịch sau một thời gian dài bị gián đoạn. Công ty này đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị đón các đoàn khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam. Công ty chúng tôi cũng đưa ra một số phương án và chính sách. Trước tiên thì chúng tôi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thủ tục để là có thể là đón được khách quốc tế về đến Việt Nam. Cùng với đó, các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố Lào Cai cũng đã chủ động các phương án nhằm phục vụ tốt nhất các đoàn khách đến. Công ty luôn luôn cập nhật thông tin và luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để đón khách Trung Quốc bất cứ lúc nào, kể từ cơ sở vật chất, từ phòng, rồi các cái trang thiết bị để phục vụ khách được đảm bảo sẵn sàng. Cơ bản các công ty lữ hành cũng đã có cái phương án chuẩn bị về cái cơ sở đón tiếp, về con người, về hướng dẫn, về phương tiện xe cộ, rồi nhà hàng, khách sạn thì cũng đã có những cái cuộc khảo sát và cũng đã có sự chuẩn bị. Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đón du khách Trung Quốc, ngành du lịch Lào Cai đã chỉ đạo rà soát các công ty lữ hành và các cơ sở lưu trú. Chỉ đơn vị nào đủ điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn thì mới được đón khách. Đến thời điểm hiện nay thì trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai có 43 đơn vị lữ hành là đủ điều kiện đón khách du lịch. Đồng thời, trên 1.400 cơ sở lưu trú của chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện để sẵn sàng. Việc Trung Quốc nối lại các tour tuyến du lịch mở ra nhiều kỳ vọng, giúp Lào Cai phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón khoảng 6 triệu du khách, trong đó có 400.000 khách quốc tế. Từ đó mở ra cơ hội bứt phá cho du lịch Lào Cai cũng như cả nước sau thời gian dài bị đóng băng bởi dịch COVID-19. Nuôi cá tầm, cá hồi đã không còn xa lạ với nhiều hộ dân, song lại không dễ dàng với bà con dân tộc vùng cao còn khó khăn như ở thôn Ma Quái Hồ, xã Bản Hồ, thị xã Sapa. Tuy nhiên, vai trò là bí thư chi bộ, trưởng thôn, anh Tần A Dế đã mạnh dạn đi đầu xây dựng mô hình nuôi cá tầm và mang lại thành công, được bà con trong thôn học tập làm theo. Nhận thấy lợi thế về nguồn nước, điều kiện khí hậu, hệ sinh thái môi trường, từ vốn tích cóp của gia đình và vay thêm ngân hàng, năm 2021, anh Tần A Dế quyết định đầu tư xây 4 bể rộng hơn 700m² để nuôi cá tầm, cá hồi. Và anh Dế trở thành hộ đầu tiên trong thôn mạnh dạn đầu tư nuôi cá nước lạnh. Theo tôi nhìn nhận là cái nguồn nước của thôn ấy cũng có một chút nguồn nước sạch, thì mình cũng cảm thấy là nơi khác người ta nuôi được thì mình cũng thử nghiệm để nuôi. Nghe bảo là hiệu quả kinh tế cao thì mình thử nuôi thôi. Khi mới bắt tay vào nuôi, thiếu kinh nghiệm, anh Dế gặp không ít khó khăn. Song anh quyết tâm tìm hiểu kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình thành công, thực hiện nuôi, chăm sóc cá đúng quy trình kỹ thuật. Bên cạnh đó, gia đình anh Dế cũng nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của cấp ủy chính quyền địa phương với mong muốn nhân lên mô hình kinh tế mới hiệu quả. Nuôi khoảng 1-2 năm sau, đấy mà cảm thấy là về thu nhập cho gia đình có hiệu quả thì mình sẽ tuyên truyền bà con nhân dân. Nếu mà có nguồn nước thì sẽ để bà con phát triển kinh tế gia đình. Tôi nghĩ đây là cái mô hình rất là mới đối với thôn, có phần ổn định kinh tế với xã và cũng như là thôn. Đặc biệt cho gia đình anh Dế này thì hiện nay anh ấy nuôi trên khoảng 4.000 con và nuôi thành hai lứa. Thì hy vọng là anh ấy sẽ cố gắng và làm sao mà đây gọi là một cái điểm sáng của thôn. Thì sau này cũng là thành một cái mô hình mà cho bà con học hỏi và học tập để góp phần cải thiện cuộc sống hơn ạ. Vụ thu hoạch cá vừa qua đã mang về cho gia đình anh Tần A Dế nguồn thu khoảng 600 triệu đồng. Từ đây gợi mở cho nhiều hộ bà con trong thôn, trong xã, mạnh dạn vay vốn đầu tư, chuyển đổi các mô hình kinh tế phù hợp nhằm đẩy nhanh mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Trong phần tiếp theo của chương trình, cuộc gọi lừa đảo có con bị tai nạn tại bệnh viện để chiếm đoạt tiền đã lan ra thành phố Hà Nội. Nhiều nước trên thế giới nỗ lực giảm thiểu tác động của việc ngân hàng SVB phá sản. Công an thị xã Sapa đã điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng
Giàng A Đáy sinh năm 2004 và Châu A Cổ sinh năm 2006, cùng chú tại thôn Chu Lì 1, xã Trung Trải về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2023, Công an thị xã Sapa nhận được đơn trình báo của ông Giàng A Chô, chú tại tổ 2 phường Sapa, thị xã Sapa về việc bị mất một chiếc xe máy thương hiệu Honda. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Sapa đã phối hợp với Công an các xã, phường khoanh vùng đối tượng tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 11 giờ, tổ công tác đã phát hiện chiếc xe mất trộm tại tổ 2, phường Sapa, đồng thời tiến hành kiểm tra hành chính đối với Giàng A Đáy và Châu A Cổ. Tại đây, hai đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Sapa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng A Đáy và Châu A Cổ về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Sau thành phố Hồ Chí Minh, gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã xảy ra tình trạng các đối tượng lừa đảo gọi điện cho cha mẹ học sinh thông báo con em trong gia đình bị tai nạn, đang cấp cứu, cần chuyển tiền ngay để điều trị nhằm chiếm đoạt tài sản. Để phòng chống hiệu quả hành vi lừa đảo trên, chiều nay, ngày 14 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, học sinh và khuyến cáo cha mẹ học sinh trong toàn trường ở tất cả các cấp học, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa với các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo. Theo kết quả cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2023, người tiêu dùng ngày càng quan tâm các sản phẩm an toàn có nguồn gốc rõ ràng. Hầu hết người tiêu dùng tham gia khảo sát cho biết sẵn sàng chi tăng thêm đối với sản phẩm hàng hóa có ưu điểm về truy xuất được nguồn gốc, thành phần tốt cho sức khỏe, đạt chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận hữu cơ, sản xuất từ nguyên liệu thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, có 43% người tiêu dùng được khảo sát lo ngại doanh nghiệp sử dụng chất cấm trong sản xuất và bảo quản nguyên liệu không đảm bảo chất lượng để sản xuất. Thông qua khảo sát này cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp cần quan tâm cải thiện chất lượng sản phẩm, không chỉ đơn thuần theo tiêu chí ngon, rẻ mà còn cần hướng tới cải tiến sản phẩm sao cho an toàn với sức khỏe người dùng, bền vững với môi trường. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Sau một ngày đàm phán giữa Liên Hợp Quốc và Nga về việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen, phía Nga cho biết nước này không phản đối việc gia hạn, song đặt thời gian gia hạn chỉ trong 60 ngày. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Voshinin nhấn mạnh rằng Moscow sẽ xác định quan điểm tiếp theo của mình tùy thuộc vào tiến độ thực sự cho việc cung cấp các sản phẩm của Nga ra thị trường thế giới. Sáng kiến ngũ cốc biển đen do Nga và Ukraine ký riêng rẽ với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 năm 2022 tại thành phố Thổ Nhĩ Kỳ, giúp nối lại việc cung cấp lương thực và phân bón từ hai nước này ra thị trường toàn cầu. Thỏa thuận đã được gia hạn 120 ngày vào tháng 11 năm 2022 và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 3 tới. Sau vụ ngân hàng SVB phá sản và tiếp đó là ngân hàng Signature và Silvergate tuyên bố đóng cửa, niềm tin trên thị trường tài chính đã bị tác động mạnh, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu lung lay trước những lo ngại tiềm ẩn về một làn sóng sụp đổ ngân hàng từ Mỹ lan ra thế giới. Nhiều nước trên thế giới cũng đang nỗ lực giảm thiểu tác động, nhất là ở những nơi có chi nhánh SVB hoạt động. Ở quốc gia láng giềng Canada, nơi có đặt một chi nhánh của SVB, cơ quan quản lý ngân hàng của nước này đã tạm thời tịch thu tài sản của chi nhánh để đảm bảo quyền cũng như lợi ích của các chủ nợ. Điều cũng đã yêu cầu dừng hoạt động một chi nhánh của SVB để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong đánh giá mới nhất, Liên minh châu EU khẳng định vụ việc SVB tại Mỹ sẽ không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với thị trường tài chính châu Âu. Cơ quan công tố Hàn Quốc thông báo đã truy tố tổng cộng 137 người có liên quan tới hành vi giả bệnh để trốn nghĩa vụ quân sự. 108 người bị truy tố vì tội cố ý trốn tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc bằng cách giả các triệu chứng động kinh khác nhau khi đến bệnh viện và nộp giấy chứng nhận cho chính quyền. 29 người còn lại, trong đó có 2 đối tượng môi giới, bị cáo buộc tiếp tay cho hành vi này.
Cơ quan công tố cho biết trong số những người bị cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự có một số nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp và diễn viên. Hai đối tượng môi giới bị tình nghi tư vấn cho những người có nhu cầu về cách giả mạo các triệu chứng động kinh để được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các nhân viên làm việc trong ngành hàng không Đức đã tiến hành cuộc đình công với quy mô khá lớn, khiến hàng trăm chuyến bay đến và khởi hành từ các sân bay ở những thành phố miền Bắc nước này, trong đó có thủ đô Berlin, đã bị hoãn hoặc hủy. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, Verdi, một trong những tổ chức công đoàn ngành dịch vụ lớn nhất ở Đức, kêu gọi nhân viên mặt đất tại nhiều sân bay tiến hành đình công cảnh báo, yêu cầu một thỏa thuận lương mới vào những giờ làm việc ban đêm, cuối tuần và ngày nghỉ lễ. Các vòng đàm phán trước đó giữa Verdi và những người sử dụng lao động trong khu vực công đều chưa đạt được kết quả. Nghiệp đoàn này cũng cảnh báo sẽ còn nhiều cuộc đình công khác tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận mua lại công ty công nghệ sinh học Seagen với trị giá khoảng 43 tỷ đô la Mỹ nhằm đẩy mạnh mảng kinh doanh thuốc điều trị ung thư. Pfizer đã đề xuất mua lại Seagen với mức giá là 229 đô la Mỹ trên một cổ phiếu bằng tiền mặt. Công ty hy vọng rằng sẽ hoàn tất thỏa thuận trong năm nay hoặc đầu năm tới sau khi được nhà chức trách phê duyệt và cổ đông chấp thuận. Seagen là doanh nghiệp đang đi đầu trong việc nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các phương pháp điều trị ung thư. Dự báo doanh thu của công ty sẽ tăng 12% trong năm 2023 lên 2,2 tỷ đô la Mỹ. Pfizer đang đẩy mạnh các thỏa thuận trong nỗ lực nhằm giảm bớt tác động từ nguy cơ giảm 17% doanh thu trong năm nay do bằng sáng chế các thuốc hàng đầu hết hạn và xu hướng giảm nhu cầu đối với các sản phẩm của hãng liên quan đến COVID-19. Quý khán giả thân mến, mỗi chủ nhật hàng tuần, từ tờ mờ sáng, bà con từ các thôn bản ở vùng phụ cận lại nô nức đổ về chợ phiên Mường Khương. Đi chợ phiên để mua sắm hay đơn thuần là chơi chợ vốn là nét đẹp không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao nơi đây. Một khoảnh khắc Lào Cai hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh đẹp của chợ phiên Mường Khương qua ống kính của phóng viên Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, sau đó chuyển nhanh ra phía đông nên thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, trời rét, vùng cao đêm về sáng trời rét đậm rét hại. Đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường sau ổn định nên thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Thời tiết vẫn rét về đêm và sáng sớm, vùng cao trời rét, có nơi rét đậm. Hiện nay nền nhiệt tại các địa phương trong tỉnh đều tăng nên rất thuận lợi cho bà con trong việc trồng, chăm sóc các loại cây rau màu đạt hiệu quả cao. Còn bây giờ là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 80%.
khu du lịch Sapa, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thời tiết trong tỉnh đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.